Lý Sài Gòn Nhà tài trợ chính thức của AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 tại Việt Nam Sáng 13 tháng 1, tại khách sạn đóng quần của đội tuyển Thái Lan, nữ trưởng đoàn Madame Peng đã dành thời gian trả lời truyền thông Việt Nam xung quanh trận đấu chung kết. Khi được hỏi về sự tương đồng của mình và doanh nhân đoàn Nguyên Đức, Bầu Đức, một nhân vật có tầm và có tầm ảnh hưởng tới bóng đá Việt Nam, Madame Pang thể hiện sự ngưỡng mộ. Tôi vui khi thấy được tinh thần bóng đá của người dân Việt Nam. Tôi đã thấy điều đó từ SEA Games 31. Với Bầu Đức, tôi chưa có dịp làm quen ngài, nhưng tôi biết sự quan tâm và tâm huyết của ông ấy về bóng đá. Ông ấy giữ chân được Kiatisak Senamuang, người mà tôi coi, cậu ấy như em trai, Madame Pang chia sẻ. Trưởng đoàn tuyển Thái Lan cũng khen ngợi sự phát triển của bóng đá Việt Nam những năm qua nhờ sự nỗ lực và đầu tư của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Bà cũng khen ngợi tài năng của ông Pa Hang-seo, người làm thay đổi bộ mặt các đội tuyển Việt Nam trong 5 năm qua. Tôi nhìn thấy sự phát triển của bóng đá Việt Nam hiện trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Thái đứng sau Việt Nam nên tôi cũng phải khen ngợi đội bóng của các bạn. Tôi cũng phải khen Pa Hang-seo, người thay đổi bóng đá Việt Nam và cục diện của bóng đá Đông Nam Á. Mà Nam Pang nói, ngoài ra hiện có nhiều cầu thủ Việt Nam thi đấu ở châu Âu, đó là bằng chứng cho sự phát triển. Thái Lan trước đây cũng vậy, nhưng gần đây bóng đá Thái Lan không có nhiều cầu thủ đá ở châu Âu. Tôi cần làm nhiều việc để thúc đẩy nền bóng đá. Hiện giờ giải quốc nội cũng cần phát triển để có thêm nhân tố cho tuyển quốc gia. Hãy chờ những bước phát triển tới của bóng đá Thái. Nữ tỷ phú Thái Lan cho hay: Với đoàn quân của bà Madam Peng, họ có đội hình gần như mạnh nhất khi đối đầu Việt Nam, trừ trường hợp của Tirasin Dangda. ở buổi tập chiều 12 tháng 1, tiền đạo số 1 của Voi Chiến phải tập riêng do chưa bình phục chấn thương từ trận bán kết lượt về với Malaysia hôm 10 tháng 1 trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng fpt play